Thông tin từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam sẽ có nguy cơ bị áp thuế cao khi xuất khẩu vào nước này. Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đặt nghi vấn các sản phẩm gỗ dán xuất khẩu từ Việt Nam có dấu hiệu xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện Hiệp hội đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế cao đối với nhóm hàng xuất khẩu này. Kiểm soát về vấn đề lẩn tránh xuất xứ, kiểm soát về vấn đề tranh chấp thương mại, thì ngành gỗ đang đề nghị với chính phủ phải đặt vấn đề này ra là vấn đề rất then chốt để bảo đảm cho ngành gỗ Việt Nam có cái cơ hội để mà phát triển, tránh cái việc mà đang vướng vào rất nhiều những cái việc tranh chấp thương mại. Khi mà trong 4 năm vừa rồi có 6 cái vụ kiện về chống bán phá giá, thì ngành gỗ đã chiếm 3 cái vụ điều tra về chống bán phá giá mà do cái việc về tranh chấp về cái vấn đề kiểm soát về vấn đề lệnh tránh xuất xứ xảy ra đối với tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 6 tỷ đô la, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 4,1 tỷ đô la, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu mặt hàng này trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiêu thụ của 5 thị trường lớn nhất là Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sụt giảm mạnh. Ghi nhận ý kiến từ các doanh nghiệp cũng cho biết hiện nay, việc ký kết thêm các đơn hàng mới rất khó khăn. Thêm vào đó, Mỹ, thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam, đang tăng cường điều tra phòng vệ thương mại với các sản phẩm gỗ dán, tủ bếp, bàn trang điểm, tạo ra một rào cản nhất định cho hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường này. Ngành gỗ Bình Dương, trong cơ cấu xuất khẩu thì chiếm tỷ trọng khoảng trên 40% đến 45% của cả nước. Thì Bình Dương là một trung tâm sản xuất đồ gỗ của cả nước. Thì để mà giữ vững được cái vị trí này, vị thế này, thì ngành gỗ Bình Dương phải có tầm nhìn xa hơn. Một là trong cái điều kiện mà đơn hàng khó khăn thì sẽ nghĩ đến việc mà tìm nguồn tài chính để mà tái cơ cấu lại máy móc thiết bị, để mà giảm chi phí lao động, giảm cái nguyên liệu. Cái thứ hai là ngành gỗ Bình Dương không nằm ngoài cái xu hướng thế giới là sản xuất xanh, sạch và bền vững. Thì việc này thì ngành gỗ Bình Dương cũng đã và sẽ tiếp tục để thực hiện theo cái hướng này. Trong bối cảnh đơn hàng xuất khẩu gỗ chưa về nhiều, các doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì sản xuất và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phục hồi. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, tháng 8 tới đây sẽ tổ chức hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bifacut Việt Nam 2023 tại Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời quảng bá xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ở các khu vực tiềm năng mới như Australia, Nga, Canada, Ấn Độ, Châu Phi và Nam Mỹ. Ngành gỗ cũng đã phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao để đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại của ngành gỗ. Thì cái công tác xúc tiến thương mại ngành gỗ hiện tại, cái giải pháp quan trọng nhất bây giờ là phải tìm mọi cái sự hỗ trợ của nhà nước cũng như là sự hỗ trợ của hiệp hội đối với các doanh nghiệp tham gia mạnh vào các cái hội chợ quốc tế. Thứ hai là phải tham gia vào chuỗi cung ứng, đặc biệt là xây dựng về cái thị trường. Vì ngành gỗ của Việt Nam chúng ta hầu như mới đi có một chân, là cái chân lo về hạ tầng sản xuất, còn cái chân về thị trường còn đang rất yếu. Cho nên cái vấn đề xây dựng thị trường là một trong những công việc đặc biệt được thực hiện thông qua các hội chợ trong nước cũng như hội chợ quốc tế, và đặc biệt nhất là các cơ quan đại diện nước ngoài cũng như các bộ ngành của chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, mở các công ty, mở các cửa hàng, mở các cái chi nhánh để mà tại các thị trường lớn để bán hàng. Khi chúng ta vững chãi được cái vấn đề thị trường thì ngành gỗ mới phát triển bền vững được, vì chúng ta lúc đó mới đi được hai chân. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, với khoảng hơn 5.400 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chế biến đồ gỗ, hiện sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt tại thị trường của hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á và thứ nhất Đông Nam Á về kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ, chiếm 6% thị phần sản phẩm gỗ toàn cầu và còn nhiều dư địa để phát triển.